Tỉnh Quảng Trị có 3 hệ thống sông chính, đó là sông Thạch Hãn, sông Ô Lâu và sông Bến Hải. Do ảnh hưởng lũ lụt của năm 2020 và các đợt mưa lớn trong những tháng trở lại đây, đã làm cho nhiều tuyến sông tại Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp các khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng dọc các con sông này. Sau cơn bão số 5 và cơn bão số 8 của năm nay, dọc hai bên bờ sông Thạch Hãn, đoạn đi qua xã Triệu Giang và xã Triệu Long, huyện Triệu Phong bị sạt lở nghiêm trọng như thế này. Dọc bờ sông Thạch Hãn, nước sông sói lở vào hai bên bờ từ 5 đến 7 mét. Có nhiều nơi nhà nước đã làm kè nhưng vẫn bị sói lở hoàn toàn. Như ông cha ta thường nói, sông bên lở bên bồi. Tuy nhiên, những cái xã sống dọc hai bên bờ sông Thạch Hãn đều bị sói lở hoàn toàn. Chiều dài sạt lở sông Thạch Hãn, đoạn đi qua xã Triệu Giang khoảng hơn 5 km, làm mất đất sản xuất và ảnh hưởng đến các hộ dân sống nơi đây. Từ mép sông này mà ra thấu ngoài kia là tầm 40 mét, lở vô quá nhiều, quá sâu. Rí hoài thì thời gian tới là mất khoảng 150 hồ. Kiến nghị về các cấp, thứ nhất là các cái hồ mà ở sung yếu dọc bờ sông Thạch Hãn là có cái hướng để định cư lên di dân tại vùng tái định cư. Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 110 km chiều dài sạt lở bờ sông, trong đó sạt lở đặc biệt nguy hiểm là trên 16 km và nguy hiểm là trên 60 km. Hàng trăm hectare đất sản xuất đã bị mất, nhiều tuyến đường giao thông bị sụt lún, sạt lở. Hàng ngàn hộ dân đang đứng trước nguy cơ mất nhà cửa do sạt lở bờ sông gây ra. Tỉnh Quảng Trị cũng đã quy hoạch, rà soát cái quỹ đất tái định cư cho người dân, để huy động cái nguồn lực để đầu tư về hạ tầng. Đề nghị về chính phủ, về quốc hội cần quan tâm các cái tỉnh bị tác động bởi thiên tai, hỗ trợ cho các địa phương gia cố một số cái khu vực sạt lở nghiêm trọng ở bờ sông, bờ biển, đe dọa đến tính mạng, cuộc sống của người dân. Cứ vào mùa mưa bão, trên các tuyến sông ở Quảng Trị, hàng trăm hộ dân đã phải di dời khẩn cấp mỗi khi có lũ lụt xảy ra. Giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, hiểm trở. Những khó khăn, rủi ro vẫn tiếp diễn trong năm nay khi mà tình hình mưa bão vẫn diễn ra phức tạp trong những ngày này và thời gian tới.